Tất cả các bạn mình là Superman. Và hôm nay mình sẽ làm video về Minecraft PE Survival. Và giờ bắt đầu đi chặt gỗ rồi. Yeah. Chặt lại gỗ nào đi. Thôi mình nghĩ là chặt cái gì, gỗ nào cũng được. Con đang làm video mà. Chúc nó hơn nói pizza nhá. Đào gỗ. Oh my god. Ok, mỗi tí là xong. Hỏng tay he. Hôm nay mình đào lại gỗ này à. Tiếp theo mình sẽ đào tiếp. Đào ngoài đời chắc là gãy tay. Chắc là cục gỗ này là hết này. Biệt này. Thêm vài ba cục gỗ nữa. Oh my god, lại thế. Ôi mì gói mày đúng. Mình sẽ làm một cái rìu để chặt gỗ dễ hơn. Bây giờ tạm thời mình sẽ dừng lại video ở đây. Tiếp theo sẽ có một video ra lò mới. Không biết người chính coi video có đấy không nữa. Nhưng mà thôi, chắc sẽ có anh của người coi video chính đấy. Mình cũng chỉ 8 tuổi lớp 3 thôi chứ. Quay video linh tinh, mượn máy người coi chính để chơi. Thế. Thôi tạm thời mình sẽ kết thúc ở đây.